Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Phía sau tay lái phát sóng trên kênh VTV8. Thưa quý vị, trên các tuyến quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua đã xuất hiện nhiều điểm đấu nối thẳng ra tuyến quốc lộ mà không có đường gom, khiến các phương tiện khi qua đây thì thường phải luôn trong tình trạng đề phòng tai nạn giao thông. Bên cạnh các điểm đấu nối tự mở, có nhiều đơn vị doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp đã lợi dụng đường đất dân sinh rồi mở rộng cho các xe tải vận chuyển hàng chạy thẳng ra đường. Các điểm đấu nối này ngày càng mở dày đặc, đan xen với nhiều hình thái khác nhau và không hề tuân theo bất cứ một quy luật an toàn giao thông nào, nên tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn. Đây sẽ là nội dung chính mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên mục Phía sau tay lái tuần này. Còn trước tiên sẽ là những tin tức giao thông trong tiểu mục Giao thông 24/7. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư 04/2022 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 12/2017 quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Cụ thể, yêu cầu cơ sở đào tạo lái xe phải ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý đào tạo, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe. Thông tư 04/2022 cũng bổ sung một số nhiệm vụ của cơ sở đào tạo lái xe như truyền dữ liệu quản lý thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe và cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin, dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu. Sau hơn 2 năm thi công, tuyến tỉnh lộ 1 của tỉnh Đắk Nông đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuyến đường này có tổng chiều dài 36 km nối từ huyện Đắk Rơ Lấp đến huyện biên giới Tuy Đức đã được nâng cấp mở rộng. Tỉnh Đắk Nông hiện có 226 km đường tỉnh lộ đã được nhựa hóa. Giai đoạn 2020-2025, hệ thống giao thông trên địa bàn được ưu tiên nguồn lực để đầu tư và có bước phát triển đáng kể. Mạng lưới giao thông dần được hoàn thiện đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa và đi lại cho người dân cũng như đảm bảo về an ninh quốc phòng ở khu vực biên giới. Từ đầu năm 2022, thành phố Hà Tĩnh đã đưa Trung tâm Giám sát An ninh An toàn Giao thông vào hoạt động. Với gần 100 camera, trong đó có hơn 60 camera giám sát về an ninh và 16 camera giám sát về biển số, xử phạt an toàn giao thông. Sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm Giám sát An ninh An toàn Giao thông thành phố Hà Tĩnh đã góp phần đắc lực trong công tác giám sát an ninh an toàn giao thông trên địa bàn. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ để giám sát về biển số, xử phạt vi phạm về an toàn giao thông đã từng bước nâng cao nhận thức của người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông trên các tuyến đường. Đã có nhiều vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra do lái xe nghiện ma túy. Chỉ tính trong năm 2021, trong tổng số trên 2,7 triệu trường hợp vi phạm bị xử phạt, trong đó có hơn 1.800 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy. Theo quy định tại Nghị định 100/2019, người điều khiển xe ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy sẽ bị phạt tiền lên đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người đi cai nghiện tập trung nhưng cũng tái nghiện. Nên việc tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng vẫn chưa hoàn toàn đảm bảo. Để tránh hậu họa cho người tham gia giao thông, có nhiều ý kiến đề xuất với các trường hợp tài xế nghiện ma túy phải thu vĩnh viễn bằng lái như một số nước. Đây được xem là biện pháp có tính răn đe cao, ít tốn kém nhưng lại hiệu quả. Trở lại câu chuyện nguy cơ mất an toàn giao thông từ các điểm đấu nối trái phép ra quốc lộ. Tại tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua thì đã xảy ra tình trạng nhiều đơn vị, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tự ý đấu nối, lấn chiếm, tháo dỡ hộ lan an toàn giao thông đường bộ, nhất là trên tuyến quốc lộ 1A. Thực trạng này đã gây mất an toàn giao thông, dẫn đến gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến đường này. Những con đường dân sinh đấu nối trực tiếp ra quốc lộ. Những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tự mở đường, đấu nối để dễ dàng đi lại, lưu thông hàng hóa. Và hơn thế, nhiều hộ dân còn tự ý tắt đường để thuận lợi trong việc đi lại. Đã có rất nhiều cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông tiềm ẩn từ các điểm đấu nối trái phép này. Cái tuyến quốc lộ 1A thì cái lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất là đông và cái tốc độ thì cũng rất là cao.
cho nên là các cái đường đầu nối khi mà tham gia giao thông là rất là mất an toàn giao thông. Đây là một trong những địa điểm mà doanh nghiệp đã tự đấu nối vào quốc lộ 1A, đoạn đường tránh thành phố Hà Tĩnh. Mặc dù đã bị cơ quan chức năng xử lý hành chính theo quy định, thế nhưng việc vi phạm này vẫn cứ diễn ra do chính quyền địa phương chưa thể cưỡng chế đóng các điểm này vì chưa bố trí được kinh phí để làm đường gom. Xe nó qua mấy cái điểm mà không cho phép này thì rất là mất an toàn cho người tham gia giao thông. Mấy cái tự mở này thì nên lắp lại, còn là đi đúng phần đường thì đến chỗ thì nên có điểm quay đầu thì quay đầu, chứ không qua thế này là rất là nguy hiểm. Còn đây là một điểm đấu nối khác cũng nằm trên tuyến quốc lộ 1A. Tuyến đường này dẫn vào cụm công nghiệp Cổng Khánh 2, thị xã Hồng Lĩnh. Do không có đường gom dân sinh nên toàn bộ phương tiện khi lưu thông đều trực tiếp đi thẳng ra quốc lộ. Được biết, tuyến quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh mỗi ngày có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Việc đấu nối trực tiếp ra quốc lộ sẽ dẫn đến nguy cơ cao về mất an toàn giao thông, đặc biệt là những nơi không có bảng chỉ dẫn để cảnh báo. Những cái điểm đầu nối chính là phải có cái đường chỉ dẫn vào. Chẳng hạn như cái điểm này đấy, đường rẻ này, nhưng mà thực tế là xuống dưới khu dân cư, nhưng mà họ cũng biết là đường rẻ vào đâu. Khi người dân tham gia thì người ta cũng cảm thấy không an toàn được. Cùng với việc đấu nối trực tiếp vào quốc lộ, điều đáng quan ngại hơn vẫn còn tình trạng một số hộ dân còn tự ý dỡ hộ lan an toàn giao thông đường bộ. Trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đã xảy ra tình trạng một số hộ dân tự ý tháo dỡ hộ lan trên tuyến để làm lối dẫn vào nhà và thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Năm 2017, các hộ dân này định cư dọc theo tuyến quốc lộ 1A theo đề án quy hoạch dân cư của huyện Thạch Hà. Tuy nhiên, do chưa xây dựng được tuyến đường gom nên các hộ dân đã tự ý phá dỡ hộ lan và đấu nối trực tiếp vào quốc lộ 1A. Năm 2022, trở về trước thì theo thông tư cũ thì là phải được một điểm đầu nối vào quốc lộ thì phải được thỏa thuận giữa Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải. Thì việc này nó có quy định là khoảng cách thì nó sẽ đảm bảo cái an toàn. Tình trạng mà đầu nối mà không theo quy hoạch thì nó sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, từ năm 2010, Chính phủ đã ban hành riêng một nghị định. Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành các thông tư hướng dẫn chi tiết. Trong các thông tư này có quy định rất rõ các trường hợp được và không được phép đấu nối vào quốc lộ. Đặc biệt, khi đấu nối phải được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Tất cả các trường hợp tự ý đấu nối vào quốc lộ đều là vi phạm và phải áp dụng xử phạt hành chính. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên tình trạng đấu nối trực tiếp vào quốc lộ vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trên hệ thống quốc lộ dài 17.000 km, có tới gần 36.540 đường ngang đấu nối trực tiếp ra quốc lộ. Tính trung bình, cứ 480 mét có một đường ngang đấu nối. Riêng tại tỉnh Hà Tĩnh, chỉ tính riêng trên tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 8, quốc lộ 12C và đường Hồ Chí Minh đã có 261 điểm đấu nối, trong đó có 22 điểm đấu nối không phép. Đây được xem là một trong những điểm đen gây tai nạn nếu không có giải pháp tổ chức giao thông tốt. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở và đã tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm nhiều cái trường hợp là cố tình vi phạm để đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông trên tuyến và để cho người dân đi lại là được an toàn. Chúng tôi đề nghị các cái cơ quan có thẩm quyền mà khi duyệt cái đầu nối ấy, thì cũng phải tính toán về cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để cho người dân được thuận tiện đi lại và giảm thiểu các cái vụ tai nạn. Cơ quan quản lý đường bộ thì cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương để từng bước là thực hiện theo cái lộ trình để xây dựng đường gom và hướng các cái doanh nghiệp mà đấu nối trái phép để đấu nối vào cái đường gom, thực hiện nghiêm túc về cái công tác về phát hiện xử lý các cái vi phạm về đấu nối theo quy định, cùng đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, theo cái đề xuất của chi cục, giải quyết vấn đề căn cơ nhất thì vẫn là cái vấn đề là phải đầu tư xây dựng đường gom theo đúng các cái điểm quy hoạch đã được thỏa thuận giữa bộ và ủy ban tỉnh. Cùng với việc chấn chỉnh lại công tác cấp chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp để giải quyết tình trạng đấu nối trái phép vào quốc lộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định phê duyệt điều chỉnh
bổ sung danh mục các điểm đấu nối đường nhánh vào các quốc lộ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, trên tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh có 8 điểm ngã tư, 6 điểm ngã ba. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ tình trạng này, vấn đề xây dựng đường gom vẫn được xem là giải pháp tối ưu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ. Thưa quý vị, trong tiểu mục Ai đúng ai sai tuần này, chúng tôi đã mời đến trường quay Trung tá Thái Anh Tuấn, đội trưởng đội tuyên truyền và xử lý Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi clip tình huống tuần này. Vâng, thưa Trung tá, với clip tình huống của ngày hôm nay thì anh có thể phân tích cụ thể hơn là cái tình huống diễn ra như thế nào? Thưa quý vị khán giả, là chúng ta vừa quan sát một cái tình huống, theo như tôi quan sát thì đây có vẻ như là một cái khu vực đèo dốc ấy. Thì trong trường hợp này, đường mà có cái giải phân cách bằng mịch sơn liên tục như vậy thì nó có một quy định rõ ràng về cái vấn đề vượt xe. Thì trong trường hợp này, chiếc xe ô tô tải màu xanh đã vượt xe sai quy định. Do đó dẫn đến cái việc va chạm xảy ra giữa các phương tiện. Thì luật đã quy định rồi là khi mà vượt xe là phải vượt như thế nào cho nó quy định. Ví dụ như là vượt xe anh phải vượt bên trái, và vượt xe và khi quan sát là chỉ được vượt trên cái đoạn đường là không có cái xe đi theo chiều ngược lại trên cái đoạn đường định vượt. Trong trường hợp này thì chúng ta thấy là cái việc xảy ra va chạm như vậy cũng đã gây phần là một phần thiệt hại cũng như là về cái việc mà gây ách tắc giao thông. Đặc biệt là trong những cái đoạn đường đèo dốc như thế này. Vậy thì cụ thể ở cái tình huống như thế này thì cái xe vi phạm luật trong cái vấn đề vượt ấy, thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Theo quy định tại nghị định 100 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ thì nếu mà vượt xe trái quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Điều này thì quy định tại điều 5 khoảng 5 điểm D. Và nếu như mà gây tai nạn giao thông thì anh có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng theo quy định tại điều 5 khoảng 7 và điểm A. Vậy thì một cái lời khuyên của anh dành cho các bác tài khi mà thứ nhất là lưu thông trên những cái đoạn đường như thế này, và thứ hai là thường là những cái xe có trọng tải lớn, xe chở nhiều hành khách thì phải chú ý những cái điều gì ạ? Đối với những lái xe mà lái xe đường dài thì người ta thường là rất có những cái kinh nghiệm trong cái quá trình xử lý tình huống trên đường, đặc biệt là trong cái vấn đề tránh vượt. Thì có thể nói là cái nguyên nhân của cái vụ việc này thì rõ ràng là từ cái ý thức lái xe của người điều khiển xe ô tô tải màu xanh như chúng ta đã thấy đấy. Thì trong trường hợp này tất cả các lái xe khi lên đường chúng ta hết sức lưu ý về cái việc là vượt xe, đặc biệt là đối với những đoạn đường định vượt thì phải nên quan sát, chú ý quan sát đoạn nào được vượt và đoạn nào không được vượt. Như trong tình huống này thì đoạn này rõ ràng không được vượt bởi vì có một cái vạch sơn liên tục màu trắng ở giữa, để mà hạn chế thấp nhất cái việc va chạm xảy ra giữa các phương tiện, đặc biệt là đối với những phương tiện xe có tải trọng lớn như thế này, tránh việc mà gây hậu quả thì chúng ta phải nên hết sức lưu ý, nâng cao cái ý thức của mình trong cái việc chấp hành luật giao thông bộ, những nguyên tắc cơ bản trong cái vấn đề vượt xe cũng như tránh xe làm sao đó để mà đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác. Vâng, xin được cảm ơn Trung tá Thái Anh Tuấn về những chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi. Thưa quý vị, trên những đoạn đường đèo hay đoạn đường đồi núi là những cái đoạn đường mà tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Chính bởi vậy mà các bác tài khi điều khiển những xe ô tô có trọng tải lớn hay là những xe ô tô chở khách thì cũng phải hết sức chú ý khi mà tránh, khi mà vượt để đảm bảo an toàn cho bản thân mình cũng như là người tham gia giao thông. Và chương trình Phía sau tay lái tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.